Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sẽ kéo dài 4 ngày, nên người dân sẽ có điều kiện đi du lịch, giải trí và mua sắm. Các nhà bán lẻ coi đây là cao điểm mua sắm lớn và kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục khả quan khi tăng trưởng doanh thu ngành bán lẻ đã và đang có dấu hiệu phục hồi. Nhiều chương trình kích cầu được triển khai trong dịp này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp lễ lớn, các tiểu thương kinh doanh tại chợ hàng đang gấp rút sắp xếp, trưng bày lại quầy hàng khoa học, thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách. Sạch sẽ, tươm tắt, giá cả, với hơn nữa xuất xứ cái hàng đẹp, tốt để cho khách du lịch nó đến. Nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh của chợ truyền thống đến với du khách trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh tại chợ hoạt động, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý các chợ tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh thực hiện văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và văn hóa kinh doanh trong hoạt động mua bán. Dưới sự lãnh đạo của Ban Quản lý chợ hàng cũng như Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng để vận động chị em, thứ nhất là chuẩn bị cái nguồn hàng hóa, lượng hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phục vụ tốt cái nhu cầu khách hàng. Cái thứ hai nữa là trưng bày hàng hóa đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, bắt mắt để làm cho du khách đến có thiện cảm đối với chợ hàng. Trong khi đó, tại các siêu thị, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào với kỳ vọng sức mua tăng khoảng 70% trước và trong dịp lễ. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, chế biến sẵn, đông lạnh và rượu bia, nước giải khát sẽ được tiêu thụ mạnh. Hy vọng là cái sức mua nó sẽ tăng hơn, cùng với cái việc mà hàng hóa của hệ thống siêu thị Co.op sẽ là dồi dào và đảm bảo những cái chính sách về nguồn hàng hóa, cũng như là bên cạnh đó chúng tôi cũng tham gia giảm giá những cái từ 10 đến 50% đối với một số hàng, nhất là cái mặt hàng thiết yếu, và bên cạnh đó cũng đảm bảo làm sao cái hàng hóa nó bình ổn giá để giúp cho người dân trong cái thời điểm khó khăn này. Theo số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, sức mua tại thành phố đang có dấu hiệu phục hồi. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 4 tháng đầu năm nay đạt gần 32.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 4,5%, riêng trong tháng 4 đạt hơn 5.830 tỷ đồng, tăng gần 6% so với tháng trước. Với sự chủ động về nguồn hàng và các chương trình khuyến mại kích cầu hấp dẫn, cùng với đó là dự báo lượng du khách đến Đà Nẵng du lịch nghỉ dưỡng tăng mạnh, hứa hẹn mang đến sự sôi động hơn nữa cho thị trường bán lẻ tại Đà Nẵng.